12. Ủa, đừng gặp chuyện bất bình, tôi giúp cô. Vương đại ca, tặng cho Văn Văn bảo hộ tiễn S1. Cảm ơn hộ tiễn của trên đường gặp chuyện bất bình, tôi giúp cô. Vương đại ca, tôi sẽ nỗ lực. Cảm ơn hộ tiễn của trên đường gặp chuyện bất bình, tôi sẽ giúp cô. Vương đại ca, tôi sẽ nỗ lực. Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca tặng cho Văn Văn bảo hộ tiễn S1. Thời gian còn lại là 2 phút 29 giây. Cảm ơn. Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca, ta tặng cho bọn hộ tiễn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cảm ơn hộ tiễn của qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca nhé. Tôi là người ngầu nhất, chuyện gì đang diễn ra vậy? Thậm chí còn không nhìn thấy mặt người nữa. Đi đến hòn đảo của bọn, nếu bọn không thích, hãy xóa màn hình và ngừng đọc đi. Wow, mời người tới, mày nói chẳng phải người duy nhất muốn Văn Bảo chính là đại ca nhất bằng sau. Đây chẳng lẽ thật sự là ca ca qua đường à? Còn nhà đầu trái tiệc này á, vậy mà lại có đại ca giấu mặt sau. Thế thứ nghĩ nhất, chết tiệt, tại sao phía vô tê lại đột nhiên bị áp chế cái thế? Chẳng lẽ là có bức hệ thống à? Thật là mờ ám. Người dùng 12320194, con lo đại cớ Vinh là qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vừa này ca, có 2 phút lại tặng á, một cái hổ tiễn kìa. Nhị nhị, cái lão đại giờ mau lên. Còn lực á, thì hãy đẩy lên nữa đi. Mở mở trùng, còn đẩy cái gì nữa? Có cách lớn như thế, để sao nổi cơ chứ. Bỏ đi bỏ đi. Tiền là miễn phí à? Cứ vậy mà tiêu như thế sao? Cảm ơn hổ tiễn của qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô vừa đại ca nhá. Khô trương quá rồi. Vẫn vẫn là người giỏi nhất, qua đường gặp chuyện bất bình á, ta giúp cô. Vương đại ca rốt cuộc lại thế. Tôi chưa bao giờ mà thấy anh ta tận thưởng một lần bao giờ cả. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta đã tận tiền có giá trị hàng trăm vạn đó. Bay lên không trung. Có lẽ đây là một công hội bộ họ đang muốn tăng bốc ai đó lên thì phải. Mời mọi người tới. Ít nhất 60% đến 70% hoa hồng sẽ bị nền tảng lấy đi. Làm sao các cơ hội nào có thể trả giá cao như vậy trong việc nịnh nọt của người ta cơ chứ? Ôi da, không biết là còn đấu nữa không? Hệ thống thật là vô nhân đạo, ký chủ tiêu tiền như nước, hào khí sung thiên, hào hoa nhưng không mềm, hào hoa nhưng không giả, hệ thống không chịu tục lại phía sau, nhất định phải thưởng cho ký chủ 500 vạn. Không phải chứ, hảo văn đã dừng lại rồi, thế mà lão đại vẫn đang tận tiếp sau. Chẳng lẽ đây là bị một đứa trẻ lấy đi điện thoại, rồi có thể mà bấm lộn sao? Chúc mừng bọn đã đạt tới cấp lão đại, chúc mừng bọn đã đạt tới thổ hào 100 vạn, thiên thiên thiên. Nhìn vào tớp xe kìa. Wow, dáng vẻ của em gái này đẹp quá đi. Cây quá nhỉ. Chạy nước miếng rồi mọi người à. Hãy để cho tôi từ từ lại cái đã. Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca tặng Văn Văn Bảo họ tiện S1. Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca tặng Văn Văn Bảo họ tiện S1. Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca tặng Văn Văn Bảo họ tiện S1. Kinh hồn, buổi phát sóng trực tiếp giữa tiểu tiểu bơi cây với tới kinh thật là tuyệt vời. Có tổng cộng là 2.000 hộ tiện lận. Các đại lão ủng hộ thương nghị. Sao lại để người khác giẫm vào mặt thế hả? Không được, chúng ta phải trả lại cho thương nghị. Chẳng phải thì hơn có 100 vạn thôi sao? Các anh em tôi đi trước, các anh đi sau cho tôi nhé. Lâu lắm rồi mới gặp người ở trong lòng tận thương nghị họ tiện ít một. Đường lão lục tận thương nghị họ tiện ít một. Lâu rồi mới gặp người ở trong lòng tận thương nghị họ tiện ít năm. Tới rồi, cuối cùng thì cũng tới rồi. Cảm ơn cái tên lửa của lâu lắm rồi mới thấy người trong lòng đại ca nhá. Cảm ơn cái tên lửa của đường lão lục nhá. Cảm ơn năm hổ tiễn liên tiếp của tâm ca nhá. Thành viên đỡ nhất bản của mình trước đây mới mình gửi cho anh ta một đoạn video ngắn, anh ta rất là giàu có và hào phóng. Cơ hội có mỹ nhân như này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được đâu. Wow, đường tổng với nhật tổng tới rồi, hãy đánh bại người qua đường đó đi nào. Đánh nó đi, đánh mạnh nó lên. Người qua đường bên đó hình như đã dừng lại rồi. Chẳng lẽ là sắp bị đuổi kịp rồi sao? Vẫn là nên xem nhật tụng của chúng ta kìa. Đây là... Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca tặng cho Vân Vân hộ tiện 100. Giao diện hệ thống cái chủ khép thật đấy. Cái chủ vạn tới, chúc mừng cái chủ đã đánh bại Nhật Bản và trở thành đại ca Nhật Bản mới. Tặng cái chủ số tiền thưởng là 1.000 vạn. Qua đường gặp chuyện bất bình, ta giúp cô. Vương đại ca tặng cho Vân Vân hộ tiện 500.
Giáo diện hệ thống, ký chủ khét thật đấy. Ký chủ vạn tuế, chúc mừng ký chủ đã đánh bại nhất vạn và trở thành đại ca nhất vạn mới. Tặng ký chủ số tiền thưởng là 1.000 vạn. BK, người thắng lợi Văn Văn Bảo. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cảm ơn vị đại ca qua đường gặp chuyện bất bình ta giúp cô, Vương đại ca nha. Qua đường gặp chuyện bất bình ta giúp cô, Vương đại ca tặng cho Vân Vân hộ tiện ít 1.000. Giáo diện hệ thống cần nhiều tên lửa, cần nhiều tiền. Chúc mừng cái chủ đã trở thành những người đứng đầu về số tiền thưởng hàng ngày trên nền tảng hiện âm. Hệ thống cảm động trước sự kiên trì của người cái chủ ở những công ty, đồng thời thưởng cho cái chủ số tiền thưởng là 100 vạn. Cảm ơn qua đường gặp chuyện bất bình ta giúp cô, Vương đại ca. Vô cùng cảm ơn anh rất nhiều vì đã ủng hộ, nhờ có anh để giúp tôi chiến thắng trong cuộc thi bơ cao và cũng mang lại cho tôi sự nổi tiếng lớn. Lần đầu tiên phòng phát sóng trực tiếp của một người dẫn chương trình nhỏ lại có tận 1 triệu người xem trực tuyến, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng kiếm được tiền nên đừng có vì tôi mà lãng phí tiền nhá. Mơ hào, wow, hiếm thấy em có chủ phòng mới nào mà lại đơn thuần hiếm có như thế này đó. Sau lưới, lần đầu tiên nhìn thấy vẫn vẫn bối live stream mà đã bị hấp dẫn thế này à. Yêu rồi, yêu rồi. 123, 120. Đúng là cuộc chiến công tài công sức. Cho đến giây phút cuối cùng là khó biết ai thắng đó. 0129032 đăng ký để xem những cái ngôi sao đăng ở trong ngành phát trực tiếp. Coi cho tôi biết chuyện gì đây xảy ra không? Chuyện này sao có thể chứ? Có một mảnh hổ thao tác đơn giản đã trúng tiếng sét, ái tình rồi sao? Ơi, chỉ nửa ngày thôi mà đã khiến cho hào văn nổi đình nổi đám rồi à. Tận thưởng tới 1.000 vạn, hàng triệu người trực tuyến, đây là thành tích á, mà không một chủ kênh nào hàng đầu ở trên nền tảng có thể đạt được chỉ trong một ngày đâu. Thời gian không còn sớm nữa, cũng nên quay về ngủ đi thôi. Lục tiểu thư à, đừng có giận nha, tôi thấy cô cũng không tệ đâu. Dù sao thì cũng có vài vị đại ca bằng lòng đấy, đẩy cô lên đó. Ê, nếu cô cứ tiếp tục phát huy tốt thì có thể cô sẽ sớm vượt qua Hào Vãn thôi. Chị Hào Vãn à, lời của Hàn Hưng Vượng nói chắc hẳn á, sẽ chọc tức chết Lục Thư Nghị mất. Wow, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt của Lục Thư Nghị đó. Không biết ở trong lòng cô ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Trớm giờ không được lại mất nắm thóp đó. Hôm nay tôi đã học được rất nhiều. Vừa gặp được hàng đại ca tiêu tiền như nước, lại còn gặp được cái thổ hào đứa nhóc hiền âm nữa. Hảo Vân à, cô sao chẳng hờ kích động một chút nào vậy? Tôi luôn cảm thấy quái lạ. Tôi chưa bao giờ thấy người hâm mộ đó vào phòng phát sóng trực tiếp lần nào cả. Hôm nay tôi đột ngột quá đến và vô cho tôi nhiều đến mức tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Không sao cả, anh ấy là người tốt từ trên trời rơi xuống, tôi nhất định phải đưa vượng đại ca này vào danh sách mới được. Các người hãy đợi một chút, tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho vương đại ca này. Xong rồi, đã gửi qua. Bảo Bảo thân mến, bạn có tin nhắn này. Đây không phải là phần mềm phát sóng trực tiếp của buổi phát sóng chính thức sau. Tôi vừa mới gửi tin nhắn vào anh chính là... Hai người nhìn tôi làm cái gì? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp thôi mà. Tôi mới nghĩ việc có còn rất là nhiều chuyện riêng tư mà tôi chưa giải quyết được đó thôi. Cũng đúng. Với lại vừa rồi anh đã bỏ ra mấy trăm vạn, còn bên kia trên người chỉ ít chứ cũng phải vài kiểu. Một ước 100 triệu cơ mà. Đúng thế, tôi chỉ có chút tiền mà thôi. Còn bên kia thì mới có vài phút đã vài trăm vạn rồi. Đúng là khoa trương quá mà. Tôi chỉ đang nghĩ với đại ca đó có chữ vương vạn phần là anh đó. Đáng tiếc thật. Anh ở đâu thế? Lên xe tôi chở anh đi về. Tôi sống ở bên Long Hồ Tân Thành, nó cũng không tiện đường đâu. Tôi bắt xe về là được rồi mà. Hảo Văn à, anh chỉ muốn nói rằng á, nãy em nhảy múa như bồng bềnh. Thật là may mắn là anh chạy ra đây vẫn có thể gặp được em đó. Tôi đang nhìn thấy ai này? Chẳng phải là nhân viên cũ của chúng ta đó sao? Kẻ thất nghiệp còn dám đến bay, chắc hẳn là do Hạo Vân đó mà nhỉ? Chỉ có những người không có năng lực mới lợi dụng phụ nữ mà thôi. Chính tôi đã lợi dụng anh ấy đó. Anh ấy chính là người mà tôi đi ăn và uống rượu tối nay mà. Hạo Vân à, không phải chứ? Chẳng lẽ là cô thích cái tên quỷ nghèo này rồi sao? Sao lại giữ mặt mũi rồi bảo vợ hắn nữa? Tôi đã biết rồi nha, một người thần bí đã thanh toán hóa đường tối nay hắn to đã mời khách đó. Tôi cũng có thể hiểu được cái lỗi chuyện này mà. Tên quỷ nghèo chẳng có gì mà ngồi cái miệng ngọt ngào và làm trò dụ dỗ các cô gái cả. Hà Tổng à, hôm nay quả thực là Hàn Hưng Vượng mời khách đó. Nơi này có chỗ cho cô nói sao? Nếu có vài người hâm mộ sẽ làm cô nổi bật có phải không?
Tôi nói cho cô biết, những fan đó của cô đều là giả hết. Cái gì cơ? Không nghĩ tới phải không? Để tông bắt cô lên, công ty thậm chí còn không biết đã chi bao nhiêu tiền cho cô và đã mua bao nhiêu trò troll vì tất cả những gì cô làm là trang điểm và ở đó. Và hầu như là chỉ nhận có một vài quảng cáo. Ai mà xem cơ chứ? Cô là kẻ thua cuộc. Hãy học hỏi thêm từ chị hậu vân của cô đi. Chỉ cần nhảy là có thể kiếm được hàng vài trăm vạn cho công ty trong một đêm đó. Lần sau, nếu trang điểm kỹ hơn thì sẽ phát sóng trực tiếp đấy. Bài đặt thanh thuần làm cái gì? Không phải là cô đã nói với tôi rằng cô không còn muốn làm người livestream nhảy nhót nữa sao? Hôm nay đã kiếm được rất nhiều tiền và đã đóng góp lớn như vậy. Chỉ cần cô đáp ứng với tôi một điều nữa, ngày mai tôi sẽ nói với sếp rằng sẽ cho cô đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Ví dụ như là qua đêm với tôi nè, cô có biết không? Tôi đối với cô. Anh hãy tự trọng đi. Cái tên hạ đẳng như mày mà đòi làm anh hùng của mỹ nhân sao? Mày có thể cung cấp tài nguyên cho mấy cô ấy không? Mày có thể cho cô ấy tiền được không? Chứ dựa vào cái logo, lấy vào pha kê trên người của mày sao? Trên người lại còn toàn là mùi phèn nữa. Cút đi. Hà Tổng, nếu anh quấy rối tôi thêm lần nữa thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty đó. Chấm dứt á? Cô đã ký hợp đồng 5 năm với công ty mà vẫn còn 1 năm nữa mới hết hạn cơ mà. Nếu chấm dứt hợp đồng ngay bây giờ, cô sẽ phải trả 1.000 vạn tiền bồi thường thiệt hại. Cô có đủ khả năng chi trả số tiền đó không? Hôm nay tôi đã kiếm được hàng vài trăm vạn cho công ty, cộng với số tiền tiết kiệm trước đây của tôi. Tại sao tôi không thể trả hết được cơ chứ? Nói một cách khó nghe thì những người nổi tiếng ở trên internet như cô đều là những cái con khốn được niềm yết giá rõ ràng. Thời xa xưa, cô chỉ là một gái điếm sẵn sàng phục vụ mọi người. Đừng có nói đến cái việc làm bán ngợm mà không bán thân nhé. Tất cả cũng chỉ là giả vờ, là thanh thuần mà thôi. Tôi nói thật cho cô biết á, cho dù cô có bồi thường thiệt hại thì công ty cũng sẽ không bao giờ mà đưa cô ra đi đâu. Ai sẽ sẵn sàng buông bỏ một cái tiền cơ chứ? Đến lúc đó, phong sát trong ngành không phải là lời nói của Ngô Tổng chúng ta sao? Không đi thì cũng không sao cả. Tôi chỉ cần mua truyền thông, mua quần là được thôi mà. Đến lúc đó thì người đi không phải là Hạo Vân, mà chính là anh đó. Mới ngồi quán bar, giỏi nhỉ. Vậy thì tao sẽ đợi mày, một ký ăn xin mà rồi mua lại công ty. Tao nhổ. Mày đang muốn khoe cái quái gì với tao vậy? Hay là thật hay là giả vậy? Những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi và những ông chủ cho tôi tiền có thực sự là những thủy quân người được cho là tiền đã còn men công ty không? Đương nhiên là không phải rồi. Nhiều người đã xem buổi phát sóng trực tiếp vào trang điểm của cô rồi. Tôi ở bên đó cũng có một vài anh lớn thích cô nữa. Họ thì chỉ muốn trấn áp cô, khiến cho cô rằng bản thân cô hoàn toàn phụ thuộc vào công ty và đã mắc nợ công ty nên cô phải cúi đầu trước mặt hắn ta đó mà. Có đừng có buồn vì mấy cái lời nói của kẻ xấu đó. Hằng Hưng Vượng à, tôi thực sự cảm ơn anh vì hôm nay đã đứng ra. Thanh Thanh à, cô cũng vậy đó, cảm ơn cô đã giúp lập sáng tỏ là còn vì chúng tôi mà đã xúc phạm Hà Thủy nữa. Không sao cả, nếu không có cô thì tôi cũng không biết hắn ta coi thường chúng ta đến thế. Cái đồ xấu xa. Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, anh không còn phải đứng lên bảo vệ tôi đâu. Không sao đâu, tôi đã ghét hắn to từ lâu rồi, chỉ là tôi không có cơ hội để bùng nổ mà thôi. Không biết sau này có cơ hội gặp lại không, nhưng chỉ mong anh sẽ bay cao sâu khi rời bỏ công việc. Bảo trọng nhé. Cô cũng bảo trọng nhé. Cô cũng nhớ bảo trọng nhé. Vừa rồi chỉ tập trung phá hổ tuyển mà mình không được ý đến âm thanh thông báo của gì cả. Một, mười, 100.000. Mình bây giờ đã là phú ông 100 triệu rồi. Phải mau mua cái vé xe quay về nhà thôi. À không, vé máy bay chứ. Quá thật đấy. Vé tàu màu xanh lá cây mình đi trước đây chỉ có giá hơn là 300 tờ thôi mà. Đặt chỗ sang tí vậy. Không cần là tốt nhất. Chỉ cần đắt nhất sẽ chúc mừng cái chủ đã không ngần ngại lựa chọn và tận hưởng chuyến bay hạng nhất. Thưởng cho cái chủ số tiền thưởng là 9.999 tờ. Tôi hy vọng cái chủ sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống. Tiêu càng nhiều tiền càng tốt. Ơi, ký túc xá năm.
Rõ tiên phong, rõ tiên phong đi. Mỗi lần nào cũng như thế này cả, đều toàn đến trước một tuần để nhắc nhở cả. Bây giờ vẫn chưa đến lúc đã tiền thuê nhà cơ mà. Hơn Hưng Vượng, rõ tiền nhà đi, đừng có giả vờ như không có nhà như thế chứ. 6 giờ sáng. Cỡ, định không để ai ngủ à? Tôi nói với các bạn trẻ lười làm mà suốt ngày á, mỗi lần phải nhắc rõ tiền thuê nhà các người không thể tỉnh táo hơn được sao? Tính rồi, một năm tiền phòng luôn. Tài khoản của bạn được cộng thêm 1 vạn. Làm thế nào mà cái tên quỷ nghèo này lại có nhiều tiền đến có thể đột nhiên trả tiền thuê nhà cả một năm lận? Chẳng phải trước đây á, luôn phải là ép đến chết người mới chịu giao ra thuê nhà hàng tháng này sao? Nhiều, nhiều hơn 400 rồi. Khỏi phải trả đi, hãy coi nó như là cái phí vất vả cho công sức của cô đi đầu tiền thuê nhà trong năm nay đi. Máy bay tầm 10 giờ mới có cánh, vẫn còn có thể ngủ thêm 3 tiếng nữa mà. Hơn ca à, cậu phát tài rồi sao? Thì đại gia thật, trả một năm là đủ rồi, vậy mà lại phải trả thêm nửa tháng tiền thuê nhà nữa luôn cơ à. Quá sốc luôn ấy, kỹ chủ đã đột phá bản thân và thực sự đã trả tiền thuê nhà cả năm và thậm chí còn bô cho cả chủ nhà luôn. Kỹ chủ vậy mà lại giả vờ vô hình và cảnh giới được nâng cao. Phần thưởng cho kỹ chủ á, một biệt thự tại Vịnh Thiên Nga Tam Thị. Mình hàng Hán Tam không chỉ là một căn nhà mà còn là biệt thự sao? Cậu đang làm cái gì mà vội vàng thế này? Khi về quê, tôi sẽ trực tiếp ra sân bay và tạm thời không quay lại đâu. Này này này, cậu vẫn chưa mang theo hành lý cơ mà. Không cần đâu. Có tiền rồi, mình sẽ đổi cho mày một phòng bệnh VIP khi quay về nhà. Hương Vượng đã gọi cho tôi vào buổi sáng và nói rằng hôm nay con nó sẽ trở về đó. Tôi đã nói với nó là đừng có lo lắng rồi mà. Đứa trẻ này không biết có chuyện gì. Nhưng là rất là phấn khích, thằng bé nói rằng ngay sau khi lấy tiền lương bán thời gian của mình rồi ngay lập tức có chuyển cho tôi 10 vạn luôn. Cái loại công việc bán thời gian nào ha mà cái lương cao như vậy cơ chứ. Đừng có vì chữa bệnh cho tôi mà làm mấy cái phạm pháp thế này đấy nhá. Sao có thể được? Con trai không phải là lỗi người đó đâu. Bà cũng không phải là không biết mà. Mẹ ơi, bố mẹ con về rồi, tình hình của mẹ thế nào rồi? Cảm thấy ổn chứ, có khó chịu gì ở đâu không? Mẹ thì không sao, chỉ là đột nhiên phát bệnh phải tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi mà. Cả chỉ số thở chất của mẹ đều ổn cả. Bà con đã nói rồi, không cần thiết phải quay về làm gì đâu mà. Nhìn ông đổ mồ hôi đầm đìa, đưa cái quả táo cho con ông đi. Công việc thế nào rồi? Có thuận lợi không? Nếu xin phép nghỉ về nhà thì sẽ có phản đối gì không? Cô nghỉ việc rồi. Nghỉ? Nghỉ việc rồi á? Hương Vượng của chúng ta rất là hiếu thảo, nghỉ việc thì cũng không sao, chúng ta vẫn có thể tìm được việc tốt hơn cơ mà. Con đã vất vả ở ngoài rồi, hãy về nhà rồi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhớ ăn uống đi nhé, trông con gầy đi nhiều đó. Bố mẹ đúng là bến đỗ phía sau của mình mà, lúc nào họ hiểu cho mọi quyết định của mình cả. Bà, tiền viện phí đã thanh toán chưa hả? Hôm qua sau khi gọi điện cho con, bà đã vay tiền để giải quyết chuyện này rồi. Đừng có lo lắng, hãy nói chuyện với mẹ con nhiều hơn đi. Bố sẽ chuyển 10 vạn mà con đưa cho bố, dù sao thì con cũng là một thanh niên còn rất là nhiều tiền để chi tiêu. Đừng lo lắng về bố mẹ của con nhé. Tiền bố cứ giữ đi, đây là tiền con hiếu kính với hai người mà. Bố ơi, bố mượn tiền ngay thế để chúng ta nên mau trả lại đi. Chỉ là vay tiền người thân thôi. Người thân nào cơ ạ? Chẳng lẽ là chú hai và thím hai sao? Con sẽ trả lại tiền cho bọn họ ngay lập tức. Bố sẽ tìm cách trả lại tiền cho họ sớm nhất có thể. Con đừng có lo lắng về điều này, cứ để chúng ta sẽ giải quyết nó. Con đã vất vả kiếm tiền rồi, đừng có tiêu hôn làm gì. Đều là do sức khỏe của tôi không tốt, làm liên lụy tới ông. Con có ngồi làm việc vất vả như vậy làm sao chúng ta có thể để con chi trả tiền viện phí được chứ? Đừng có tưởng rằng mày không biết gì cả, tất cả số tiền con kiếm được đều dồn vào gia đình. Còn bản thân thì sống màn trời chiếu đất mà không dám than thở về những cái đau khổ.
mệt mỏi với gia đình. Lương của con chỉ có 5.000 tệ, chi tiêu ở thành phố lớn thì lại cao, mà con vẫn phải thuê nhà. Giao lưu với đồng nghiệp và khắp nơi toàn là những thứ đều cần tiền cả. Không mắc vợ gì đâu, mọi người đoán sai cả rồi. Thật ra thì nó không tệ đến thế đâu. Con đã kiếm được rất là nhiều tiền từ trong cái việc bán thời gian khi đang làm việc đó. Vì vậy đừng có lo lắng, nếu không thì con lấy đâu ra 10 vạn tệ để mua, đã đưa cho mẹ cơ chứ. Quay về đợt này con định nói với bác sĩ rằng chúng ta muốn bác sĩ có thẩm quyền nhất chữa trị cho mẹ. Và chúng ta không phải cần nghĩ về cái giá cả khi dùng thuốc nữa đó. Con sẽ đến nhà chú hai để trả số tiền trước. Con không muốn nợ một ân tình nào với gia đình bọn họ cả. Đo đường hồ đồng số 32, con ngồi chắc nha. Tại sao tình trạng đường không còn tốt như trước thế nhỉ? Bác Tài à, hồi năm nay không phải là luôn nói về việc xảy ra đường sao? Tại sao đường vẫn ngập gập ghềnh như thế này cơ chứ? Sửa thì có sửa, nhưng mà có sửa cũng không như không đó. Nhà thầu và quan chức cấu kết xây đường nửa chừng rồi lấy tiền bỏ chạy, sau đó thì cũng bỏ mặc con đường chưa trả nhựa. Thành ra năm mới như thế này đó. Cái đám người này đúng là vô pháp vô thiên mà. Núi nghèo sông nghèo, đất cũng nghèo, hồn đỡ trên cao thì xa xôi, đúng là khổ quá đi mà. Chẳng qua là hoàn cảnh gia đình mình cũng nghèo, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ việc học của mình, thì có lẽ mình bị mắc kẹt ở thị trấn này đến hết cuộc đời mất. Rõ ràng là họ hàng ruột thịt máu nhiều hơn nước. Bố họ thì sống ở trong căn nhà gỗ tự xây dựng ở bằng sông thép và xi măng rộng hơn 100 mét vuông, trong khi gia đình mình chỉ đóng các căn nhà gạch bê tông vài chục mét vuông thôi. Nếu không phải toàn bộ số tiền bị mất khi phá vỡ nhà ông nội đã bị gia đình ông ta chiếm đoạt thì sao, chứ hai nhà là cái khoảng cách lớn như vậy cơ chứ. Bây giờ ngay cái chi phí thuốc men vỏn viễn 5 vạn tờ có phải đi vay ai đó? Là Hằng Hưng Vượng à? Vượng Cúc, sao có lỗi ở nhà chú hai thế? Sao có lỗi ở nhà của chú hai vậy? Tôi... Chị dâu không ở nhà tôi, chẳng lẽ là ở nhà cậu chắc? Hóa ra là như vậy sao? Chú hỏi có nhà không? Tôi đến để trả tiền này. Lạnh lùng như vậy sao? Quả nhiên là vẫn còn dây dứt, vẫn yêu mình sao? Mình quá là có nghị lực thật đấy. Mình quá là có nghị lực thật đấy. Em nhìn chằm chằm hắn to lọt cái gì? Em sẽ thành vợ của anh rồi đó. Em thấy bộ dạng phiền phiền của cậu ta nên là thấy lạ thôi. Hãy nhìn cái bộ đồ cậu ta đang mặc đi. Chẳng có tí cái món đồ hàng hiệu nào cả. Là còn bày đặt sống ở phố nữa cơ. Thà quê quê còn hơn đó. Ê, vẫn là chúng ta sống ở tốt ở quê. Adidas hay là Nike, anh thích mặc cái gì em mà chả được nhỉ? Chứ còn gì nữa? Đây là cháu trai lớn của tôi đang làm việc ở thành phố. Bây giờ cậu ấy là người bình thành phố rồi. Ôi, dòng phố à, dỗ phết nhỉ. Ở một thành phố lớn chắc là chắc phải kiếm được rất là nhiều tiền đó nhỉ. Tôi nghe ông già hàng xóm nói rằng á, con gái ông ấy làm việc ở Hàng Châu và kiếm được hơn 10 vạn tệ một tháng đó. Cậu nhóc nhà họ Hàng lại còn á, học hành rồi, vào đi học á, chắc Hàng Châu sẽ có triển vọng lắm phải không nhỉ? Cậu ta rất có triển vọng á, làm trâu ngựa ngồi á, mỗi tháng kiếm được 5.000 tệ đó. Trong nhà cháu tìm bà thím nuôi lợn á, tháng còn trả tận 3.000 lận. 5.000 đó của cậu mỗi tháng thì còn dư được có bao nhiêu thế? Nghe nói thuê nhà Tân Thi á, khá là đắt. Sau khi trừ tiền nhà đi thì có bằng tiền nuôi heo nhà tôi không nữa. Đôi ba. Không cần gấp đó. Trong nhà gặp khó khăn á, không cần gấp trả nợ, dù sao thì vẫn tính lãi mà. Chú hai à, cháu có rất nhiều tiền, làm sao không thể trả lại cho chú được? Nếu mà không có thì cứ cỡ đi. Đừng có nói những điều tốt đẹp với chú thứ hai nữa. Cháu cũng phải làm việc vất vả ở thành phố lớn, phải chăm sóc cả gia đình nữa cơ mà. Trả thì vẫn phải trả mà chú. Bà tôi hở một người gánh. Hay là như thế này đi, nếu cháu nhất quyết đưa thì chú hai sẽ không ngăn cản nữa, có trả theo kỳ đi nhỉ? Đại tài à, lấy sổ đỏ trong tủ của ba đi. Chúng ta đều là người thân, nên tôi chịu không nổi áp lực lớn của cậu như thế được. Dẫu sao thì máu đặc hơn nước mà. Xả bài đi, xả bài đi. Chàng sinh viên đại học này trong gia đình chúng ta vốn có tham vọng cao, không muốn tiêu tiền của chúng ta. Cứ phải thích thật là rõ ràng, đúng thật là người nhà với nhau rõ ràng như thế làm cái gì? Một giây sau. Lãi lần này cháu đã chuyển 51 vạn. Chú hai xem chú đã nhận được chưa? Để ta xem. Chuyển thật rồi này. Cháu lấy tiền ở đâu thế? Đương nhiên là kiếm từ thành phố rồi.
Gia đình bác cả lúc nào cũng chỉ muốn giữ thể diện và nhẫn nhục. Đã lúc nào rồi mà còn tôn với trả nghiêm, con đã tìm hiểu rõ rồi, con trai nhà bọn họ chính là một tên nghiệp kiết. 51 võ này chính là lấy mạng nhà bọn họ đó. Con nghĩ hằng Hương Vượng đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình rồi đó. Để em đi tiễn anh đi. Chắc là trong thời gian ngắn cậu ta khó mà có thể chứ không chấp nhận được cái việc em đã trở thành chị dâu của cậu ta rồi. Cơ mà đều là họ hàng của nhau thì cũng nên nói cho rõ, để tránh ở trong nhà ngại ngùng lẫn nhau. Tốt nhất là nên giải thích rõ ràng để hắn có thể hiểu được cái bản thân, kéo lại cái ngày mơ tưởng gốc kiếm rồi anh thì thiên nga. Hân Vượng à, chúng ta sau này là người một nhà rồi, không còn phải để ý chuyện trước đây làm gì, không đến nỗi không nhìn mặt nhau nhỉ. Chúng ta mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng mà từ nhỏ tới lớn chơi với nhau tôi hiểu rõ cậu rất là thích tôi. Tuy nhiên tôi chỉ coi cậu như là anh trai của tôi mà thôi. Từ nay trở đi tôi sẽ trở thành chị dâu của anh, nên đừng có nhớ đến tôi nữa. Nếu lời nói lan truyền sẽ mang tiếng xấu và đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức có định nói vậy à? Tôi mà thích cô á, cái thứ cực đấy tự đi mà sao là bản thân mình đi. Cậu đã nói cái gì đó hả? Ở là thanh hoa trúc mã với cung mây nhà cô hả? Hồi nhỏ chúng ta chơi nổ pháo phong bò, chỉ cái thế mà cô đã nâng cao giá trị bản thân lên cỡ đó hả? Ban đầu tôi không nghĩ là cô là kẻ tham phú phụ bần, là người chăm chỉ và vui vẻ, luôn nhiệt tình với người khác. Nhưng tôi không ngờ rằng cô cũng không khác gì là người khác cả. Cũng khá là biết diễn đấy, cơ mà không quan trọng, chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Tôi hiểu cậu rồi, vì cậu không thể có được tôi, nên mới bắt đầu coi thường tôi, nói cơm tăm bành với tôi có đúng không? Nhưng suy cho cùng thì tôi cũng là chị dâu của cậu, nên phải bao dung cậu. Hay để quá khứ trôi qua đi, cậu cũng phải học cách đó, hiểu chuyện đi chứ. Thần kinh mẹ nó rồi. Hằng Hưng Vượng, cậu nghĩ cậu là ai cơ? Cậu cho rằng mình đọc được nhiều sách đó là có thể thăng tiến được à? Nực cười, bây giờ đâu có phải người ta làm việc như trâu như bò nữa, dù có là học sinh ưu tú thì cũng có cái mệ gì đâu, vô dụng nhất chính là thử sinh, là tôi nói cậu đó. Tôi nhổ vào, tôi tham phú phụ bần đấy, vậy thì sao nào? Nếu tôi ở với gia đình phú hai chú hai cậu thì tôi có thể sống ở trong một ngôi nhà rộng vài trăm mét vuông, lại còn á được ăn ngon mặc đẹp nữa chứ. Cậu đó sống ở thành phố thì phải rút rế trong căn nhà rộng vài mét vuông, phải ngủ chung với người khác ở thị trấn. Cái căn nhà nhỏ tồi tàn của cậu gió thổi cái là bay à? À, lại là mẹ của cậu nữa. Bệnh viện là một cái động không đấy, nếu thả 50 vạn tờ vào đó thì chẳng nghe được tiếng động nào đâu. Lão nương nào mà có lòng tốt mới nói mấy cái lời này với cậu. Thế mà cậu còn lên mặt với ai hả? Ai mới có thể chịu đựng được cái tính khí bất thường của cậu bây giờ? Lão nương có lòng tốt nói mấy cái lời này với cậu, thế mà cậu còn lên mặt với ai hả? Ai mới là có thể chịu đựng được tính khí thất thường của cậu bây giờ? Nói đủ chưa hả? Cô à, cái thứ hết ngồi đi giếng bắt một chiếc đầu cá chết rồi đêm khuya khắp nơi như một viên ngọc đến nơi vậy. Cô có nghĩ ai cũng quan tâm đến hai cái miệng của cô hả? Cỡ cả là một con cóc cũng không tự luyến như cô đâu. Cỡ cả một con cóc cũng không tự luyến như cô đâu. Cậu. Tôi nói tôi cái gì cơ? Tôi á, tôi không có nhiều tiền, nhưng mà không có kỹ năng như người anh yêu quý của cô. Nhưng tôi làm việc chăm chỉ, siêng năng và có động lực, hiếu kính cha mẹ, không tham phú phụ bần, tự cung tự túc. Tôi luôn cảm thấy mình rất giỏi, giỏi hơn rất là nhiều so với những người chỉ sẽ ở 1/3 mẫu đất như cô đó. Người ra đừng có hành động như một kẻ tâm thần nữa thật đó. Tự lau bỏ nước tiểu rồi nhìn vào gương đi. Hệ thống, cứ làm đi. Chủ nhân cầm kiếm chặt đứt cái tình duyên không cho cậu thả. Không bao giờ lãng phí nội tâm của mình mà chỉ tiêu hao nội tâm của người khác. Cái chỗ được thưởng một cái nhà bị phá bỏ ở thị trấn Bích Hà. Hả? Là ngân phiếu khống á? Thế là vẫn chưa giải phóng mặt bằng à? Vợ chồng các người giữ cho chắc đi, đừng có làm hại người khác đó, lưỡng. Ôi, đây chẳng phải là Hà Hưng Vượng sao? Xin lỗi, tôi đã vội đến công trường nên không để ý đến cậu. Tôi hiện tại là nhà thầu của cục xây dựng đô thị số 1, hiện tại tôi đang phụ trách thi công đường trong thị trấn, nên là có hơi bận, không có thời gian để chào cậu đâu. Nếu không tìm được việc thì đến làm cho tôi, làm chuyển gạch cũng được, anh họ tôi còn có thể chiếu cố cho cậu đó. À, đi trước đi nhá.
Khó trách đường xá lại được xây dựng như thế chú hai à. Nhà chú thật là có nhân tài đó. Thế thì mình phải diệt trừ tai họa cho dân mới được. Chi nhánh cục xây dựng đô thị số 1, thị trấn Bích Hà. Hàng tiên sinh rảnh rỗi thì thường xuyên tới uống trà nhé. Được rồi, được mà. Hệ thống, quá đại nghĩa rồi. Ký chủ tán tài vạn tuế, tạ ơn ký chủ việc cống hiến cho quê hương, ban thưởng cho ký chủ 100 căn hộ. Bao nhiêu cơ? 100 căn. Có ít quá chăng? Cái mà đây là sự phán xét tự động dựa trên hành vi của ký chủ đó. Tôi, hệ thống, quá đại nghĩa rồi, cái chỗ tán tòa vạn thuế. Không có ý gì trách người đâu. Hệ thống này ngày càng trở nên trừu tượng hơn. Tại sao mình lại cảm thấy tất cả của cải trên thế giới này đều nằm trong tay mình thì phải?